lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể sao chép được chăng Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thể sao chép. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tự tánh của sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của thọ tưởng hành thức không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của nhãn xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của nhi tí thể thân ý xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của sắc xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của nhãn giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của nhĩ giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tĩ giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của thiệt giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của thân giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của ý giới không sở hữu chẳng thể để nắm bắt được tự tánh của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của địa giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của vô minh không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của bố thí ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của pháp không nội không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được tự tánh của chân như không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của thánh đế khổ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của thánh đế tập diệt đạo không sở hữu chẳng thể nắm bắt được.